clip này mình sẽ so sánh việc kiếm tiền ở trên hai nền tảng Facebook và YouTube thông qua 5 khía cạnh. Thứ nhất là giá quảng cáo CPM, thứ hai là luật chơi ở trên hai nền tảng này khác nhau như thế nào, thứ ba là giao diện Creator Studio dành cho nhà sáng tạo, thứ tư là số lượng tính năng kiếm tiền, và phần thứ năm quan trọng nhất là cách phân phối nội dung của hai nền tảng này, cái nào ưu việt hơn. Sau khi xem xong clip này, bạn hãy để lại nhận định của riêng bạn ở trong phần comment. Trong thời điểm này, bạn thấy kiếm tiền ở trên Facebook và kiếm tiền ở trên YouTube, cái nào ngon hơn? Chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy là Facebook mới hơn YouTube, và CPM tức là giá quảng cáo cho mỗi 1.000 lần hiển thị ở trên Facebook có thể lên tới 2 đô, 3 đô, 4 đô, thậm chí có những trang lên tới 5 đô mặc dù chỉ là view Việt Nam. Có thể giải thích rất là đơn giản thông qua cái quan hệ cung cầu thôi. Hiện nay số lượng khán giả ở trên Facebook nó rất là nhiều, tương đương với YouTube, trong khi đó số lượng nội dung gốc, số lượng nhà sáng tạo được bật kiếm tiền ở trên Facebook nó rất ít. Chính vì vậy mà giá quảng cáo ở trên Facebook cao hơn hẳn gấp 3, gấp 4 lần so với YouTube. Ở vòng thứ nhất này, Facebook rõ ràng giành chiến thắng, một điểm dành cho đội Facebook. Cả hai nền tảng Facebook và YouTube đều dựa phần lớn 99% vào thuật toán, vào máy tính để kiểm soát luật chơi. Tuy nhiên là với hơn 10 năm kinh nghiệm gọi là monetization, gọi là tạo ra các tính năng kiếm tiền cho nhà sáng tạo, thì YouTube chứng tỏ là đã ổn định hơn rất nhiều. Mỗi khi mà máy học nhận diện cái video của bạn nó không chính xác, ví dụ xứng đáng xanh tiền mà nó làm cho vàng tiền ấy, thì chúng ta ở trên YouTube chúng ta dễ dàng liên hệ với support người thật của YouTube để yêu cầu xem xét lại và đưa video về đúng với trạng thái xanh tiền của nó. Trong khi đó ở bên Facebook thì số lượng người thật support nó còn ít hơn rất nhiều, đặc biệt là số lượng mà support nói tiếng Việt cực kỳ ít. Trong cái vòng này thì rõ ràng là YouTube chiếm ưu thế, một điểm dành cho YouTube. Một khía cạnh cực kỳ quan trọng cũng cần phải đưa vào xem xét là cái giao diện dành cho nhà sáng tạo Creator Studio, hay là ở bên YouTube là YouTube Studio, và cái analytics dữ liệu của khán giả đưa cho nhà sáng tạo có dễ sử dụng hay không, có thân thiện với người dùng hay không. Thì chúng ta thấy là cái nền tảng của Facebook nó khá là phức tạp. Ngoài cái trang để kiếm tiền ra thì nó còn đan xen với cả profile cá nhân để mình network với bạn bè, người thân của mình. Rồi có hệ thống BM để quản lý các trang, quản lý tài khoản quảng cáo. Ba cái nền tảng này đan xen vào nhau, nó chằng chịt lẫn nhau và làm cho nhà sáng tạo, đặc biệt là những người mới tìm hiểu về Facebook, cực kỳ khó chịu, cực kỳ lẫn lộn. Trong khi đó ở bên YouTube thì chúng ta nhận thấy là cái YouTube Studio nó cực kỳ đơn giản, cực kỳ dễ hiểu, đưa những thông tin về tỷ lệ nhấp chuột, về thời gian giữ chân người xem, nó rất là trực quan, sinh động và nó ngày càng thông minh hơn. Cho nên là trong phần này chiến thắng thuộc về YouTube. Kiếm tiền ở trên YouTube chủ yếu vẫn phụ thuộc vào quảng cáo ở trong luồng. Có một số kênh trên 10.000 sub đã có tính năng hội viên, nhưng mà số lượng sử dụng và số lượng khán giả biết đến cũng cực kỳ hạn chế. Trong khi đó tuy đi sau YouTube trong cái việc trong cái mặt trận video dài, nhưng mà Facebook tỏ ra rất là nhanh nhạy và rất là táo bạo trong việc cung cấp các tính năng kiếm tiền khác nhau cho nhà sáng tạo. Thường là một trang mà sau khi được bật quảng cáo trong luồng ấy, thì trang đó sẽ có hàng loạt tính năng kiếm tiền khác. Hội viên này, tức là fan subscriptions. Thứ ba là hợp tác với nhãn hàng, tức là nhãn hàng tài trợ cho video của bạn, đưa sản phẩm của họ vào trong video. Thứ tư là tặng sao, tức là khán giả tặng tiền cho game streamer. Thứ năm là sự kiện trả phí. Thứ sáu là bài viết tức thì. Có những tính năng chẳng hạn như bài viết tức thì, người ta không yêu cầu số lượng người theo dõi ở trên trang của bạn, chỉ yêu cầu là cái số lượng truy cập vào website của bạn
và tích hợp vào trong cái trang Facebook của bạn là có thể kiếm tiền ngay lập tức. Trong phần này rõ ràng chiến thắng thuộc về Facebook. Một điểm chung dễ nhận thấy ở các công ty hàng đầu top thế giới hiện nay ấy, là người ta có thuật toán ưu việt hơn các cái nền tảng khác. Điển hình như là YouTube và Facebook thì đương nhiên rồi, nhưng ngoài ra có Netflix hay là Amazon. Người ta chiến thắng là nhờ sự ưu việt của thuật toán. Chính vì vậy mà chúng ta gần như là không có gì phàn nàn. Chúng ta hoàn toàn yên tâm tin tưởng vào cái việc phân phối nội dung của cả hai nền tảng này. Tuy nhiên, sau một thời gian tìm hiểu thì mình nhận thấy là Facebook trao quyền cho nhà sáng tạo những cái quyền mà cực kỳ khác biệt so với YouTube. Thứ nhất là trong nhiều video trước mình đã nói về đăng chéo. Tức là giả sử như bạn có một hệ thống nhiều trang khác nhau, thì khi một video bạn đăng lên trang A xong, mình có thể đăng chéo tiếp sang trang B, trang C, trang D, và mình tận dụng cái khả năng hiển thị ở các trang này, tất cả view sẽ được tính về trang A. Đây là một điểm cực kỳ khác biệt ở trên Facebook. Tính năng thứ hai là tính năng A/B testing. Về mặt tối ưu hóa, về mặt SEO ấy, thì tiêu đề video và phần hình đại diện nó chiếm đến 60-70% quyết định cực kỳ quan trọng trong cái việc video của bạn có view hay không. Mà ở trên YouTube thì chúng ta chỉ được phép chọn một tiêu đề và một hình đại diện. Trong khi đó, ở trên Facebook, những trang thử nghiệm đã bắt đầu, các bạn đăng video lên đã có thể thử nghiệm nhiều tiêu đề khác nhau, nhiều hình đại diện khác nhau, sau đó chọn ra được cái tiêu đề và cái hình đại diện tối ưu nhất để cho số lượng view nhiều nhất. Tính năng thứ ba ở trên Facebook mà YouTube không có, đó là một video bạn có thể đăng đi đăng lại nhiều lần. Điều này có thể gây cực kỳ ngạc nhiên cho YouTuber chúng ta. Ở trên YouTube chúng ta chỉ được phép mỗi video được đăng một lần duy nhất mà thôi, không có view thì chịu bỏ. Tuy nhiên, cái này là cái mà mình từ lâu nay mình cảm thấy rất là vô lý ở trên YouTube. Nội dung của mình, khán giả của mình, tại sao mình không được quyền tiếp cận nhiều lần? Chẳng hạn như chúng ta thấy trên các phương tiện media truyền thống, chẳng hạn như TV chẳng hạn, người ta có một bộ phim Tết Thiếu Nhi 1 tháng 6 năm nay, người ta chiếu bộ phim Vua Sư Tử. Tết Thiếu Nhi mùng 1 tháng 6 năm sau, người ta lại chiếu bộ phim Vua Sư Tử. Ai muốn xem thì xem, ai đã xem rồi có quyền không xem lại, còn những người chưa xem có thể xem tiếp. Tại sao lại không được, tại sao lại tính đó là spam? Thì ở trên Facebook, người ta cho phép chuyện này. Nếu Giáng sinh năm ngoái bạn đã làm một video mà được rất nhiều view, thì đến Giáng sinh năm nay bạn hoàn toàn có thể đăng lại cái video đó, chỉ cần thay đổi caption một chút cho nó sinh động hơn là bạn hoàn toàn có thể kiếm thêm view từ video của mình. Chính vì vậy mà mình mới nhận định là trong cái việc phân phối nội dung ấy, thì Facebook hiện đang cho nhà sáng tạo nhiều quyền chủ động hơn để dùng nội dung của mình tiếp cận với khán giả của chính mình. Trong phần này, chiến thắng thuộc về Facebook. Như vậy, chung quy tổng kết lại ấy, thì Facebook giành chiến thắng sát nút so với YouTube. Tuy nhiên, những cái so sánh trên chỉ là tương đối thôi. Tại sao mình lại nói như vậy? Tại vì cái việc mà chúng ta thường xuyên phải so sánh, phải cân nhắc, phải chọn lựa là một thói quen cực kỳ xấu của thế giới thực. Ở trên thế giới thực, nền kinh tế vận hành dựa trên cái sự khan hiếm. Khi chúng ta có một doanh nghiệp, một công ty đang làm ăn ok, tiền ra tiền vào ổn định, chúng ta nghĩ tới việc mở một công ty mới, một sản phẩm mới chẳng hạn, thì có rất là nhiều điều cản trở chúng ta. Chẳng hạn như mặt bằng này, chẳng hạn như nhân lực này, chẳng hạn như hàng tồn kho này, chẳng hạn như việc thu chi thanh toán, vân vân, đủ các thứ chuyện trên đời. Cho nên đó là những điều chúng ta phải cân nhắc trước khi mở một cái cơ sở mới. Trong khi đó, ở trên thế giới ảo không vậy. Thế giới ảo hoạt động dựa trên sự thừa thãi. Ở đây bạn đã có một video bạn đăng ở lên YouTube thì hoàn toàn có thể lấy nguyên cái video đấy, nếu cần chỉ cần chỉnh sửa một chút thôi là đăng lại ở trên Facebook được. Những cái vấn đề về giao diện người dùng, những cái tính năng của Facebook, nó lúc đầu tuy nó hơi rối, nhưng mà mình tin tưởng rằng với cái
trình độ của bạn đã lên được nút bạc, đã lên được 100.000 sub thì học những cái đó đơn giản thôi. Hy vọng rằng là tất cả chúng ta sẽ tiếp cận cái nền tảng Facebook, nền tảng kiếm tiền mới này một cách hào hứng và nhiệt tình như ngày xưa bạn đã từng dấn thân vào YouTube.